Chào bà con, chào các bạn nha. Thì có nhiều bà con và các bạn nói là thuốc mà cho ăn nó không có hết nước móng rồi đó. Thì em chia sẻ với bà con hoài đó, là thuốc mình nó là nó phải bổ sung trước đó, chứ không phải bổ sung mà một ngày một bữa là nó hết liền được nha bà con. Thì theo em bổ sung trước mà nó còn bị nước móng đó nè. Đó, bổ sung trước, bổ sung liên tục, bổ sung hoài đó. Còn bị nước móng nữa đó, chứ đừng có nói là không cho ăn. Đây này, cái gói thuốc nè. Cái thuốc này thì chiên hơn nè, chiên hơn những cái loại thuốc mà em đã giới thiệu nè, nhưng mà cũng có thành phần biotin và vitamin H á, là vitamin H với kẽm á. Đây nè nha, để em đọc cho bà con nha. Tên của thuốc là Biotin HAD đó, tức là trong này là có vitamin H là rồi nè, và vitamin A, vitamin D đó, vitamin A nè, vitamin D, biotin là vitamin H nè, rồi phải phòng và trị bệnh do thiếu vitamin và kẽm nha. Kẽm gây lết da, lông móng, nước móng nè đó. Rồi bà con coi hướng dẫn sử dụng nha. Heo, gà, vịt đó, là 1g cho 100 kg, trên 1 kg thức ăn, 1g cho 1 kg thức ăn nha. Rồi có thể trộn với một lượng nhỏ thức ăn trước khi đưa vào máy trộn nè, để cho nó thấm đó. Rồi thời gian sử dụng thuốc là 0 ngày, tức là thuốc này nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Là mình nè cho ăn là tới lúc mình bán luôn không sao nha, khỏi có ngưng đó. 1g cho 1 kg, 100g cho 100 kg, có thể là 100g nha bà con. Thì giờ em tiến hành em pha vô với nước cám gạo á nha, cho nó uống nha bà con. Này có pha vô trước rồi nè, mà nó trắng trắng nè, nhưng mà quên chia sẻ với bà con luôn đó. Của công ty Vimidim, thủy này cũng dễ kiếm lắm, nó đâu có khó kiếm đâu, dễ tìm lắm, mua ở đâu cũng có. Đưa lên cho bà con coi luôn nè đó, vậy nha. Rồi thuốc sức á, thì chai mỡ xanh này nè, mỡ ghẻ xanh nè, mỡ ghẻ xanh nè, mình sức. Thì mỡ ghẻ xanh này thành phần của nó là kẽm với một cái chất là hóa học. Chất hóa học này là có trong cái diệt côn trùng á bà con, trong thuốc sâu cũng có, trong diệt muỗi cũng có nữa đó, giống như là nó diệt khuẩn vậy đó. Đó, thì cho cả heo nái có chữa và heo nái tơ mình cho ăn luôn. Đó, cho ăn trước rồi để em tiến hành pha nước cho nó ăn luôn nha bà. Này thơm lắm, nói vitamin này nó rất là thơm luôn. Nãy thì cho ăn thức ăn heo nái mang thai trước rồi mới cho uống nước cám sao. Tại vì mình cưng á, em cưng á, nên là bổ sung cho nó ăn nhiều. Chứ hồi lúc mà heo nó ghẻ á bà con, 40-50 ngàn đó, là em cho ăn ngày chỉ có 2 giác thôi, thế không có cho ăn nhiều lần như bây giờ. Giờ thì ngày em cho nó ăn 3 giác, 3 cử á. Đó,
hộp sô bê này thì cho ba con nó uống. Hai con này thì chắc trong tuần này nó đẻ rồi nè. Rồi, đem qua đây. Nái này nở rồi nè. Hộ nó nở ra đó. Nó này chắc trong trong tuần này thôi. Uống nước cám thấy thấy mè chưa? Em này thì mỗi tháng mấy rồi? Đổ cho nó uống luôn. Con này nó ăn mạnh lắm. Con này là lúc tối là em cho ăn thả ra luôn bà con. Chứ theo lý thì khi mà mình phối giống xong trong tháng đầu thì mình cho nó ăn ít thôi, để cái nó không có bị chèn ép con á. Còn con này thì em cho ăn luôn, cho ăn luôn, cho ăn trực tiếp luôn, cho ăn thoải mái luôn, vô tư luôn á. Nhiều lắm, cho ăn nhiều thì bình thường cho ăn sao tới hôm lúc khói muốn cho ăn vậy luôn. Tại vì trên lý thì nó vậy, nhưng mà mình nhắm mà mình kiểm soát được cái dinh dưỡng bà con thì mình cứ cho ăn thôi. Sợ là sợ mình không có kiểm soát được dinh dưỡng á. Rồi vậy thôi nha bà con ơi, em kết thúc video ở đây nha. Ăn rồi mà đòi cái gì nữa. Chào, hẹn gặp lại bà con ở những video tiếp theo nha. Cảm ơn bà con đã dành thời gian quý báu của mình để xem cái video của em.